Chân dài. Còn có hai ngôi mộ ở cạnh nữa. Cạnh đây luôn nhỉ? Đây, đây hai ngôi mộ nữa. Được đặt ở gần như là trung tâm của những cái căn nhà bên cạnh. Và mọi người để ý ở trên này là mỗi nhà đều có quan tài, áo quan ấy. Tức là để đấy, gần như là nhà nào cũng sẽ có đấy. Để ở đấy, để ở trên gác. Đi. Và rất là nhiệt tình người trên này đấy. Không biết cả gì, không chưa quen biết lần đầu gặp thôi. À, bên nhà đi đi tour sẽ. Đi biết rồi. Xin chào quý khán giả thân mến. Xin chào quý khán giả. Chào đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Hôm nay sẽ đi khám phá bạn. Đúng rồi, hôm nay sẽ có bạn Mỹ dẫn toàn thể quý khán giả đi khám phá một cái bản làng. Ở đây là thuộc xã gì nhỉ em nhỉ? Xã Thảo Chư Xìn. Xã này là xã xa nhất của huyện Simacai đúng không? Dạ vâng. Ở trên này thì 100% là người đồng bào dân tộc H'mông. Hiện tại thì Huy và Mỹ và anh Tuấn sẽ có một chuyến đi khám phá trong bản và tìm những con gà, con ngan, con vịt ngon ở trên này để mua về. Tại vì trên này gà bản trên này ngon lắm. Dạ. Nhưng mà anh thấy là gần như nhà nào cũng đóng cửa rồi. Chắc là giờ trưa hoặc là người ta đi làm chắc hết rồi. Người ta đi làm mang cơm đi ấy nhỉ? Dạ. Ở đây thì đồng bào trên em thì ai cũng có mang cơm đi làm nương hết. Đúng rồi. Giờ trưa họ không về. Nó là kiểu như thói quen rồi nhỉ? Dạ. Mang cơm nương lên thì cũng xa ấy. Còn đi lại đi lại nó không thuận tiện đấy nhỉ. Đúng rồi. À, ở đây đã thấy mấy chú gà rồi. Gà này là gà ngon đấy, gà xịn đấy. Bây giờ cứ lên huyện Simacai thì là sẽ có bạn Mỹ đồng hành cùng với hành trình khám phá bản. Tại vì lên những cái bản làng vùng sâu vùng xa thì bọn anh không biết tiếng Mông ấy. Dạ. Cho nên là phải có Mỹ thì phiên dịch và nhiều cái nó thuận tiện hơn. Hay dạ. Mỹ dạy bọn anh một khóa tiếng Mông nha. Được mà, em dạy thôi. Anh muốn biết từ nào em dạy từ đấy. Đi với Mỹ nhiều thì kiểu gì là cũng biết nhiều đấy. Này, chúng ta đã chuẩn bị đi đây vào sẽ là giữa trung tâm ấy nhỉ? Kho củi của người ta. Kho củi. Trên này vào mùa đông cũng lạnh mà cho nên dạ. Là chúng ta chuẩn bị củi nhiều. Đây là trung tâm của cái bản này rồi đấy. Dạ. Rác đông đông này. Ở ngay đây có cái căn nhà trịnh tường này. Mà mình đi thì có chuẩn bị cả bánh kẹo nữa để gặp trẻ con hay là người già. Ui, đây có con chó. Ở đây có ngôi nhà trịnh tường. Ui, khu này là giữa làng rồi chứ đúng không? Dạ. Mỹ đã vào bản này bao giờ chưa? Em chưa. Chưa vào bản này bao giờ? Dạ vâng. Nhưng mà người đi đâu hết rồi? Người có người trên kia. Ồ, nhà nào cũng đóng cửa. Đóng cửa hết rồi. Đi sang nhà ông xem. Dân. Đây, đây đi dưới này. Đi sang dưới này xem. Đi dưới này có. Và cái đường để di chuyển ở khu vực cái này cũng không thuận tiện cho lắm đâu. Đường chắc là dốc. Do mưa hoặc như nào bị hỏng hết rồi. Mưa. Ở đây cái ngôi nhà là làm bằng đất và cái mái này nó đẹp chưa? Đây đang có người nhà sao đang đúc, đang có khói. Mình sẽ vào căn nhà này chơi một tí. Em nào. Giờ. Mình nhất trí. Chào bác nha. Bác, bác đang làm gì đây? Đây, hai gói kẹo cho bác. Đấy, hai gói kẹo cho bác. Đi qua. Nhất tí đấy. Con xe nhiều lúa. Có lý, có ý lĩnh nhau đấy. Tí lĩnh nhau đây là có một đồ máy đúng một cái lĩnh nhau. Nhớ thẳng lắm à? Bác biết nói tiếng không? Em gắn thay đồ tả gì đó. Gió mà. Ồ, dùng một lĩnh nhau. Có cách cho hà lũ lại rồi. Bác biết nói tiếng phổ thông không? Chị bố à? Không biết. Chị muốn nói. Thay nhu lĩnh. Hỏi bác là người ở đây đi đâu hết rồi, đóng cửa hết này. Mình nó yếu mỗi tết tháng rồi mỗi chứ là ai cũng đi làm hết rồi. Đi làm nương hết rồi đúng không? Đi cả ngày đấy. Còn ông, em hỏi thì ông bảo ông ở với bà thôi. Còn giờ ông ở một mình, bà đi trông trẻ đâu ấy. Trông trẻ đâu rồi? Đây có mấy con gà này.
Ông vừa mới đi chăn trâu về. À, ông có con trâu trắng này. Chỉ thiếu hai chân mồi vàng. Bé, bé tuần chỉ mấy gió nà? Tuần chỉ cái lúa gió đây. À. À đây, đây chắc là nhà con hay sao ấy đúng không? Hay là nhà bán? Chỉ đó là từ giờ. Thì nãy giờ, giờ cứ tụt tu lên, tụt tu là mau à, một bịch cam, bịch xanh khô mau này. À. Ủa, đây, đây có hai con gà đang đang ấp trứng này. À, đây là nhà con trai đang bị ốm ở trên viện. À, đi ốm đang ở trên viện à? À. Ông có hai con gà mái đang để trứng. À. Đúng rồi, mặt đỏ lắm. Ông bảo là hai con gà này đang tranh nhau ấp trứng. Ấp trứng. À, cho nó để vào đây. Tranh nhau ấp này. Mình đang xuống lắm mọi người. Con đang xuống lắm à? Bé muốn chỉ gió là đó. Ông bảo là ở đây xong nấu cơm cùng ăn, ông ăn cơm. Em có quen bạn này không? Không. Không không quen. Rất là nhiệt tình. Ừ, rất nhiệt tình đấy. Bé muốn chỉ gió là đó cả. Nhớ đi ra kia thăm bà đi. Ôi con nhìn xa thì là trắng nha, nhìn gần lại đỏ nha. Con trâu trắng. Anh mới lợn này. Đâu? Ồ, xem lợn của ông nào. Ôi lông này, lông dài này. Lợn này phải làm giống hay sao ấy. Lợn nái mà để làm giống đấy. Đi, mình đi đi thăm bà. Bà vào nhà chơi đúng không? Bây giờ mông tỏ tiểu tua lên à? Không quen biết gì. Tuy nhiên bây giờ mông tỏ tiểu tua lên. Vào chơi thôi mà người bảo là ăn cơm luôn. Yo, có lát chơi chung hả bố? Chào bà. Có lát chơi chung hả? Có gì? Chào bà. Bà ơi, cháu bà có bánh nè. Có gì cháu? Gì cháu? Ơ, xô nô bố. Bà được 82 tuổi. Gì cháu? Biết bà, quen bà không? Không, không. Gì cháu? Cháu nè. Bà bảo là mắt giờ không nhìn rõ nữa. Không không nhận ra mình bảo mình ở xa ra. Mơ phù. Đấy là bà rất là tình cảm của người trên này đấy. Không có cái gì, không chưa quen biết lần đầu gặp thôi mà. Cảm giác như là thân quen lắm rồi đấy. Bà ở với ai? Có thằng tiếng nhau của có thằng tiếng nhau ta chênh nè. Bây giờ bố tử có ai có tố kìa. Cho chính tụng chơi. Nên nhận nó mùa hành lòng mà. Chính nhớ cái bê tuần chỉ gió nè, bê tuần chỉ mới được gió nè. Bà ở với ai? Bà ở với con trai út. Con trai út à? Con trai đi làm rồi. Con trai ở cái quá mà cái kìa. Ở trên này có một cái làm ngô. Nhà nhà quý cháu bây à? Chị hả? Chị à. Chị hả quý cháu? À. Ồ. Ủa thật rồi. Ờ. Ông là hội cựu chiến binh đấy. Ờ. Ờ, biết. Ủa thật rồi đấy. Ờ. Có mất cho một trẻ lắm nào? Ờ. Chị trẻ là trẻ một trẻ tốt quá. Ôi, ông có rất là nhiều huy chương luôn đấy này. Cựu chiến binh đấy, nhập ngũ năm 1973. Ôi đây đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng rồi. Đây đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng rồi. Ôi bà có mật ong nè, bà có một túi mật ong lên nè. Đây. Đây. Mật ong nè. Chắc là giờ còn muốn mua lúa rồi. Chắc là nhúng mật lúa rồi. Là đi lấy trên rừng đúng không? Đúng rồi, đi lấy rồi. Nhúng mật lúa rồi. Bây giờ bây mua bây giờ. Bà ơi, cháu đi chơi. Bây muốn chi mới rút gió nè. Chứ rút gió nè. Đấy, quá tình luôn. Bây giờ... Nhưng mà vào cái ngôi nhà này thì mát nhỉ? Mát thật đấy. Có gió này là bây muốn chi gió, bây mà luôn đến nó. Một lần lùn lùn chết mà. Cũng như hồ chơi xưa. Ông chẳng mê tôn tuyến tôn thở nhé mà. Nó bỏ bỏ tụt chênh à. Ê, bế mùn chì gió là bế mà dán lô cuối. Mùn chất lùm à. Mùn chất lùm chê. Lên trước cửa. Và dán những cái giấy này trước cửa. Cái này chắc là kiểu dân tộc của em là sách kiểu để chữ tà hay sao? Đúng rồi, chữ tà. Bà vừa nói gì với em đấy? Bà bảo là bọn em có phải là giáo viên không? Bảo là đâu có em bảo là bọn em ra đây tham quan làm thôi. Đi chơi cháu. Cháu đi chơi thôi, bọn cháu là quay phim. Bây tổ quay phim nè. Quay phim nè. À. Mỗi tòa loại,
cháu chắc chắn rồi nè. Ờ. Mà cứ nhắc đến này. Ờ, ông bà đang giới thiệu em bảo là ngày trước ông đi làm bộ đội à? Bộ đội. Nhưng mua cho lo tôi. Ờ, đây. À. Nhưng mua cho lo tôi nói. Ông ngày xưa làm bộ đội. Ờ, bộ tuổi nè. Bộ đội à. Ông nhập ngũ năm 1973. Xa sông nè. Cho lo lấy một cho nhật tôi nè. Ờ. 80 tuổi. Ông là Sùng Diêu Phừ. Sùng Diêu Phừ. Ông này. Ừ. Này cho sổn mãn nếu có nên chập bố ấy là. Nhớ mà. Ông. Năm phục vụ viên nói giọng của gì à? Ờ. Tôi nói giọng của tôi ha. Ờ. Đơn vị là ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi nói. Tôi nói. Đắk Lắk E553F471. Và thì mày này. Ờ. Vâng thì mày ạ. Nếu có cho sổn mãn là nên bố ấy mà. Ờ. Và thì mày này. Ờ. Đây là. Đây là con là cháu rồi. Con. Cháu, đây là giấy khen của cháu, con. Nó muốn cho cháu đâu mà. Ờ, ờ, con nhớ ấy. Cái bản này, cái thị trấn rất là xa luôn, cho nên là mình không chuẩn bị được cái thịt thả, cho nên bây giờ sẽ đi kiếm cái con rừng, con gà ở trên này. Con nhớ nói với bà lộ phù ơi. Ờ, nhớ một cháu đúng rồi. Dạ, vâng, bà. Cháu đi, tí cháu lại quay lại. Và đấy, gần người trên này nhiệt tình và thân thiện nha. Dạ. Bà tưởng mình là giáo viên đúng không? Đúng rồi. À, thế là người đồng bào trên chắc này là... rất là quý giáo viên đấy nhờ. Dạ. Cứ tưởng mình là thầy giáo, cô giáo. À, bác lại mang trâu đi chăn nữa. Người ta đi làm hết. Nhà nào cũng đóng cửa hết rồi. Đi kiếm một con gì đấy về để quay trở lại dùng bữa với cả bà. Tại vì cảm giác là bà rất là quý mình. Đúng không? Bà, đúng rồi, bà tâm sự nhiều không? Dạ có, bà hỏi à. Cũng hỏi là mình ở đâu ra thôi. Bà ở xa xa chưa ra. Chưa biết là ai, chưa biết là tới về cái mục đích gì. Nhưng mà cứ bắt tay và mời vào nhà bàn ghế cho ngồi đã. Đấy là cái cuộc sống ở trên này nó là thế. Một câu trên này cũng có nhà. Đây vào đây hỏi xem có đây, chắc là anh đúng rồi, là hai anh chị này. Ở trên đấy có nhà không? Có, có mà. Đi chợ củi đi làm không về nhà đấy. Ừ, thế thì những người già trên này chắc là biết ít tiếng phổ thông lắm nhỉ? Dạ. Ờ, em ơi, nhà mình có gà bán không? Không ạ. Không có à? Trên này có nhà nào có không? Dạ, em không biết. Không biết à? Mình nhà ở đây à? Vâng. À, chắc mình con dâu ở đây chứ đúng không? Vâng. Hãy đi lên trên này hỏi xem có nhà nào bán không? Ngăn vịt không nhỉ? Ngăn vịt thì chưa thấy nhỉ? Chưa. À, chỗ này để nuôi lợn. Đây là một con lợn nhá. Rồi. Ui. Cái bản này mà ăn mừng 100.000 người đăng ký ra đây mổ một con lợn được đấy. Ui. Mời cả làng. Đây có một đàn lợn nè. Ui, lợn đen đấy, lợn. Kìa, con lợn nái kìa, cho ra mấy con lợn đen kìa. Hay chưa? Ha. Cho đấy chắc hơn một tháng thôi nhờ, mấy con lợn bé này. Đây, này. Đây có nữa. Tách đàn. Tách đàn rồi. À. Con lợn nái, lợn này mới ngon đấy. Ui, chuối này. Nhà trên này. Đường nào đi đây? Lên trên này hỏi xem. Có con gà. Có gà đấy nhưng mà trên này ít bán lắm. Đúng rồi, người ta để giống ăn ấy. Với lại giờ trưa khó bắt lắm. Bác ở nhà bác có gà bán không? Không ạ. À. Không có à? Không. Ờ, anh, chào anh. À. Trong này có nhà nào bán gà không? Mấy cái mùa khác ấy. Vâng, gà ngan vịt đấy. Giờ không bắt được. Không bắt được à? Vâng. Tối gà. Trên này có gà rừng không? À? Có à? Phải đi bẫy à? Em có đồ bẫy không? Ừ. Không có à? Không có nhà nào bán gà nhỉ? Ờ, bây giờ biết mà mua. Ờ. Không bắt được à? À chị. Ừ. Ừ. Mua đấy. Vâng. Ừ. Nhà mình trồng nhiều ngô không bác? Có. Vâng, chắc là phải mấy chục bao, mấy chục túi chứ nhỉ? Ôi,
563 rồi. 563 à? Không trồng nhiều rồi, trồng nhiều không có tìm một phân rồi. Hên đáp quá. Thế trên này có nước không? Nước thì kém quá. Không, ít à? Vâng, ít thôi. Nước à, ít. Trên này cao. Ừ, trên này vùng cao. Vùng cao. Chắc khu này là nhà con của mình hết à? Bác? Vâng, vâng. À, đây dưới này là con của mình vâng. hết. Vâng. Bác có mấy người con ạ? À? Có một chị tình nhua. Cũng? À? Cũng một bây chủ đấy. Ờ, bây. Ba. Ba à, con. Là... Ba người con thế là đây hết rồi. Đi xuống cuối nhà là khác. Nhà khá rồi. Nhà khá rồi. Vâng. Nhưng mà ba con này chưa vẫn ở trong này. Vẫn ở trong này thôi à? Vâng, vâng. Thế cháu cảm ơn nhá. Ờ, có bên. Cháu lại đi tìm gà. Bên gì rõ ra đó. Ừ, mùng gì mà. Ờ. Dạ, vâng. Cháu lại đi tìm gà. Ờ, bên mùng gì rõ đó. Chưa mới đi. Dạ. Đang. Cũng gà này. Ờ. Hành trình đi tìm gà để mua cũng là gian nan đấy nhỉ. Dạ. Đấy gà đấy. Ui. Đang để trứng sao nhìn người đỏ. Mặt đỏ nhỉ. À, hôm nay là một cái hành trình. Ui, nhà ôi. Trên bồ câu này. Nhưng mà nhà đâu rồi? Hỏi xem nào. Mì gọi tiếng Mông xem. Xin chào. Xin chào. Chắc khỏi nhà. Tuy có gà thật đấy nhưng mà người dân người ta thật sự là không. Mình lên bán. Trên này xem nào. Ở đây. Ờ, em ơi. Lôi tiếng kem mì lên à? Lôi kem mì gì à? Làm thịt gì đây? Ờ. Bao không ở nhà. Ừ. Đi làm nương rồi. Nãy thấy trên này có nhiều gà lắm, mình di chuyển lên xem nào. Nếu mà không có gà mua bồ câu không được nhưng mà. Bồ câu này béo. Bồ câu ăn thóc mà. Ôi. À, nhiều chưa? Cũng đi làm hết rồi. Đóng cửa cài then đi làm hết rồi. Như kiểu mùi con nhím ấy, nhà nào mùi nó nhím ấy. Mùi thuốc. Mùi thuốc á. Thuốc phun. Trình đi vào tận nhà để hỏi. Hỏi. Ờ, anh. Ờ, anh ơi, nhà mình có gà bán không? Không. Không có à? Có nhà nào có gà bán không? Không biết. Không biết à? Nhà này có ai ở nhà không? Có. Xong. Không hề đơn giản tí nào. Cái hành trình mà đi tìm gà ở một cái bản. Ôi, nhà này con vừa mổ gà xong này. Ôi, mổ gà bà. Ồ, mấy cái mổ, ô tên mổ ra. Nhà bác vừa mổ ngan xong này. Có nhưng mà con dâu bỏ không bán. Có nhưng mà con dâu bỏ mà. Bán cháu một con thôi. À, bây giờ tốt tuổi. Mới tuổi nó mà. Ơ, nó. À, vâng, chào bác ạ. Dạ, dạ. Bán cháu một con đi. Bây giờ ổn à. Mấy cái mùa cao ra. Mấy cái tủ xưa này. À, dưới tuổi, bây giờ tuổi. Mổ bê tủ mà. Sao mình kiếm đâu ra? Gian nan. Có bạn. Để kiếm được một con gà, con vịt ngon rất là khó. À, mình chắc. Vâng, 1.000. Nhà mình này có. À, hỏi dựng nhà này rồi. À, anh chắc lập gia đình rồi chứ đúng không? Vâng. Anh còn mấy đứa rồi? Anh có hai người con rồi. À, anh bao nhiêu tuổi rồi? 23. Thế là 2001 à? Vâng. À. Thế năm bao nhiêu tuổi đã lấy vợ rồi? 20. À, 20. Như trên này lấy vợ có mất nhiều sinh lễ không? Không, bình thường. Khoảng bao nhiêu? Nó lấy khắp tỉnh nó cũng. Nó lấy lợn, lấy rượu, lấy gà thôi đúng không? Vâng. Tiền thì ít thôi. Thì nó cũng tầm 3-4 triệu. 3-4 triệu. 40 triệu ấy. À, 3-40 triệu à? 3-40 triệu cơ à? Vâng. 3-40 triệu là cũng ấy đấy. Chắc lấy vợ ở trong này thôi chứ hay là lấy ở đâu? Lấy ở Xí Mần, Hà Giang. Wow, à. Xa thế. Chắc là đi hội quen nhau ấy nhỉ? Không, quen trên Facebook. Quen trên mạng. Thế là tình yêu trên mạng đúng không? Trên mạng. Yeah, ok, cảm ơn nhé. Vào trong này kỹ. Đây đẹp nhỉ, cái hoa lá kèn này đẹp nhỉ? Đây cái hoa này đẹp. Trước ấy, ở nhà em có cái cây này, xong là kiểu bác gái em có chồng. Xong bác gái kiểu bọn em thích ấy, xong không cho hái bỏ lại. Cái này là
thuốc, ai mà đụng chạm là sẽ chết rồi, bọn em không dám hái. Thế là thế mới đẹp đúng không? Thế là nói thế để không được hái. Đúng rồi. À, mình sẽ đi sâu vào trong này một chút để mọi người cùng hình dung ra cái to. Bản này. Nhưng không phải ở nhà sao? Không phải ở nhà, đóng cửa đi làm hết rồi. Nhà bác này có ngan nhưng mà đóng cửa rồi. Là ngan thôi. Gà khó bắt lắm. Ui. Đây à, đây. Ui. Có cả dâu tầm này. À dâu tầm. Anh lấy cho nhá. Không có. Không có quả chín thật. Đi đi đi. Bé lắm. Đúng. À. Dâu tầm. Ui. Ui. Mừng con chúa. Ui, trên này cũng là nhà đất, nhà trịnh tường này. Ui, nhìn cái đường. Chỗ này xe máy đi được không? Vẫn đi được. Cái đường họ. Vẫn đi được. Ui, đi làm hết rồi. Ai cũng đi làm hết rồi. Ui, nhìn. Hết rồi đấy. Ui, mát quá. Đúng rồi, đây mát quá. Đi làm nương hết. Bà con ở đây đi làm nương và chủ yếu là ăn cơm ở trên nương nhờ. Dạ. Đi làm nương hết rồi. Ui, nhà. Tầm 4 giờ, 5 giờ chiều mới về. Có vẻ đây không có nước mấy. Đây có cây mận này, cây mận bây giờ mới chớm. Đóng cửa rồi. Bà con đây đi làm hết rồi. Ở đây có bà ở đang nhà đây. Vô. Con nhất thế. Cháu chào bà. Bà đang đây. Cháu chào bà. Bà. Bây giờ chỉ mấy cháu nè. Dạ. Bà ăn cơm chưa? Có cái nào mơ chưa ăn. Chưa ăn à? Chưa ăn à? Đợi con cháu về ăn à? Bà ơi, cháu lì xì bà nè. Lì xì bà nè. Dạ, khớ chào con nè. Dạ, cháu lì xì bà nè. Dạ, cháu lì xì bà nhá. Khớ chào con cho mùa dứa sữa hồ nè. Mùa sữa, mùa các thứ nhá. Cháu đi đây ạ. Dạ vâng. Bế mùa lớp, bế mùa gì đó, bà lớp. Vâng. Bà bảo là mình đi dạo xong mấy nữa thì lại qua lại đây thăm bà. Vâng, bà. Đúng rồi. Nếu mà kênh của Nùng Vlog mà đạt được khoảng 100.000 người đăng ký sẽ quay trở lại cái bản này. Wow, và này. Mua một con lợn để đãi cả bản. Tại vì là hôm nay là lần đầu tiên vào bản nhưng mà bà con ở trong này người ta nhiệt tình. Dù là không biết là ai vào mục đích gì nhưng mà bà con vẫn rất là nhiệt tình. Tại vì hết bánh kẹo rồi cho nên là theo cách là lì xì bà thôi. Lì xì bà một ít. Chúc bà sức khỏe. Đi, mình đi quay trở lại bên kia để đợi vịt, đợi ngan. Ui, có bên này nó mát hơn, có bên kia nó mát. Gió nó thổi hất từ bên kia sang này. Bên kia là huyện... Si à? Hay là bên Mường Khương? Si, bên kia là hướng đi thị trấn Si. Ui, nhà này gà có, còn có hai ngôi mộ ở cạnh, luôn. Cạnh đây luôn nhỉ? Ở đây nhỉ? Đây, hai ngôi mộ được đặt ở gần như là trung tâm của những cái căn nhà bên cạnh. Và mọi người để ý ở trên này là mỗi nhà đều có quan tài, áo quan ấy. Tức là để đấy, gần như là nhà nào cũng sẽ có đấy. Có người già là sẽ có cái nhà kia kìa. Đấy, đấy, cứ ở trên... đấy, trên gác xếp cái kiểu này. Ở đây là phong tục của người đồng bào trên này là sẽ chuẩn bị áo quan để ở đấy, để ở trên gác. Đi. Giờ sẽ theo chân bác đi bắt con ngan. Đi nhanh nhanh này, bác đi nhanh quá. Ở trên này tuy là nắng nhưng mà gió nó mát, hay có gió cơ. Dạ. Anh biết tại sao, lý do gì mà người ở trên này trắng như mì rồi. Tại vì là nó mát, khí hậu nó trong lành cho nên mới trắng được như thế này. Yeah. Cháu chào bà. Dạ vâng. Bà lấy cho con lợn à? Cái này lấy cho con lợn à? Bà lấy được nhiều rồi đấy nhờ. Nhà bà ở đâu? Ở đây thôi à? Ở gần đây à? Dạ vâng. Đây, bà là đang hái cái này để cho con lợn đấy. Cho con lợn ăn. Vâng. Cái này phải nấu lên chứ nhỉ? Nấu với ngô đúng không? Rồi, cháu đi nhá. À, đây mọi người thấy những cái bông hoa không? Đây là hoa của cây trầu đấy.
Giờ sẽ đi cùng bác để đi vận con ngan. Bác là nuôi ở trang trại ngoài này đấy. Đây, hoa trắng trắng này, hoa chậu nó rụng xuống này. Chuẩn bị tới mùa chậu rồi. Bà con sẽ đi thu gom, đi nhặt những cái quả chậu để mang ra chợ phiên bán đấy. Bác đi nhanh quá. Bác đi làm về à bác? Chị Pau à? Bác bảo không biết tiếng phổ thông. Đây có con chó. Đừng có cắn nhá. Ê, ngoan. À, đây nuôi xa để không gần nhà và không dễ bị dịch đấy. Ở đây con nuôi lợn này. Bà con đây nuôi mấy con lợn đấy, toàn lợn đen thôi. Bắt được không bác? À đây. Đây là đất của nhà bác hết à? Vâng. À bác có cái. À bác đang đào chỗ này để làm cái trang trại to hơn đấy. Có gà. Gà đấy không bán à? À bác mua về chăn đúng không? Mua về nuôi. Vâng. Ba cân dưới à? Ui đây còn đây là trứng của nó phải không? Trứng này đấy. À trứng con mái. Cho xem nào. Ui rồi. À, mấy quả đây? Nó sắp ra rồi. Sắp nở rồi đấy nhờ. Vâng. Nứt rồi, cháu thấy nứt rồi. 12 quả, bây giờ chỉ có còn 8 quả rồi. Đi đâu hết rồi? Cái loại bố ngang nó ra đây nó là hỏng cái. Nó dám hỏng hết. Vào theo thằng này nó hỏng hết rồi. À nó đi theo thằng này làm hỏng hết. Đi theo con mái này. Để nó về ấp rồi đấy. Thế là chuẩn bị có ngan con rồi. Vâng. Trên này không có nước à bác? Không có đâu. Không có. Sắp khô rồi. Không mưa nhỉ? Nắng quá rồi sắp khô. Vâng, giờ sẽ bắt con ngan đực này. Úi, khó bắt đấy. Mày thấy yêu đấy rồi mày. Con này bác đoán xem khoảng bao nhiêu cân? Không biết đâu, mang được kênh mới biết được. Con này phải khoảng 4 cân đấy. Chỉ có 3 cân. Hôm qua bác vừa mổ à? Đấy, phải cái lưỡi này nhưng mà qua hôm qua nó bé một tí. Vâng. Thì giờ mang về nhà cân đúng không? Vâng. Ngan. Con này già chưa bác? Chưa. Mấy tháng rồi? Chưa được 1 năm rồi. Gần 1 năm đúng không? Vâng. Thế là cũng già rồi, thịt nó cũng dai rồi đấy. Thịt nó chắc cứng rồi. Cái xương nó có ăn được đâu. Không ăn được. Thôi. Vâng. Bác cho ăn ngô với ăn thóc thôi à? Chỉ có cho ngô ăn thôi. Vâng, chỉ cho ăn ngô thôi, thế mới là ngan ngon đấy nhỉ. Vâng. Ngan ngon, ngan chuẩn. Cám không mua được đâu. Vâng, cám đắt đấy. Mua cho lửa ăn không mua được mà. Vâng. Cám đắt nữa chứ nhỉ. Con ngan con già là phải ăn thôi. Vâng, tức là nhà mình trồng ngô thì cho đội này ăn thôi nhỉ. Vâng. Không có bán không? Ngô có bán không? Không bán đâu. Không bán à? À thế là trong này sẽ kiểu như là tự cung tự cấp nhiều hơn. Phải ông bà ở nhà bà nó trông. Trông cháu. Trông cháu thì ông làm. À, ông là người đi làm. Vâng. Ông trồng ngô trồng lúa nhỉ. Vâng. Ruộng cũng trồng lá rồi. Ruộng không có nước không trồng được à? Vâng. Đúng rồi, đây cho mọi người để ý dưới này. Ruộng là bỏ không hết vì là lý do là không có nước. Không có nước để mà cấy ấy. Chuyện này khó khăn về cái nước rất là nhiều. Chỉ có bám cho bác sĩ chia sẻ thì rất là hay mà. Vâng. Con gà là mình nuôi được một giờ nó trong dưới. Gà thì không bán đâu nhỉ? Vâng. Gà có trả 200.000 một cân cũng không bán à? Vâng. Thế trả 300.000 có bán không?
300.000 con nuôi đời mà, có bán. 300.000 cũng không chịu bán. Đây rồi, đi về thôi bà ơi. Đi chỗ thua mà đó, mua tôi thua lọ la. Xe của dưa dưa, bấy mua mà. Có mua không? Dạ. Bà này có đó, có ngang à? À, cháu mua một con thôi. Để lần khác cháu lên thì cháu lại mua. Vâng, cháu mua một con thôi mà. Cho mọi người xem gần một chút cái lá này để cho lợn. Đây rồi, chuẩn bị về thôi nhờ bà nhờ. Hiện tại là giữa trưa rồi đấy, nhưng mà bà con vẫn miệt mài chăm chỉ để đi làm. Có nhà thì chưa về cơ, hoặc là không về, phải tối mới về. Cháu đi nhá bà ơi. Vâng, cháu chào bà. Đấy rồi, mang ngàn vịt ra cân. Bác đoán xem con này bao nhiêu cân? Biết rồi, phải cây mới biết rồi mà. Con này phải 4 cân. Mỉ đoán xem bao nhiêu cân? Con này á? Ừ. Em đoán đúng thì được gì? Được anh thưởng. Được. Ba. Lần nhỉ? Trước em đã đoán gần đúng rồi. Con này khoảng 3 cân 8. 3 cân 6. 3 cân... Em 3 cân 6. 3 cân 8. Bác đoán xem, bác nói một câu thôi. Bác nói một câu thôi, 3 cân 7. 3 cân 7. À, 3 cân 6, 7, 3, 8. Câu nào đúng. Xem ai đúng nhá. Không biết được đâu. Không biết được đâu. Phải cân rồi mới biết được nhỉ. Vâng. Thế con của bác là ở riêng à? Quá. Vâng. Con này ở Lào Cai đấy. Đi làm á? Vẫn là Lào Cai. À, con trai con gái đấy? Con trai. Con trai à? Vâng. Rồi, xem ai đoán đúng nào. Hơn 3 cân là đúng rồi, không qua 4 cân. Mì 3 cân 6 nhờ. Ôi dồi. Ôi dồi, bao nhiêu, bao nhiêu? 3 cân 8. Ôi, nó cứ rung quá, con này nó đang mệt đấy. Nó đang mệt. Cháu đúng rồi. 3 cân 8. Cháu đúng là 3 cân 8 rồi. Không biết được đâu một lần. Thế cứ cho một số đi. Bác thích cho số nào cũng được. Thế cho số 4 nhá. Cho 4 cân nhá. Cho 4 cân được không? Được. Cho bê kì. Hay là cho 5 cân? Bê kì gì? Là gì? Nàng kinh. Trời. Chú cứ ở đây sang mà. Thế mình chú xá. Chú xá lại, nếu hay lại được ký cho tù nè. Nó mà cứ thế này thì cho 4 cân. Ờ, đi cho 1 cân mà. Cháu cho 4 cân nhá. Vâng, vâng. Thế bác được không? Được. Vâng, thì cho 4 cân nhá. Vâng. Rồi bác tính bao nhiêu tiền? 120 là... 480. 480. 480. Mỗi cái là 400 à? 480 đúng chưa? 42 rồi mà. 480, thế đưa bác 500 nhá. Có phải 480 rồi, đúng không? Đúng rồi. 2 cân là 240. Này không cần trả lại đâu. 20 cũng có đâu. Không trả lại đâu. Chứ này. Không cần trả lại đâu. Đi nhá. Vâng. Không cần trả lại đâu mà. À, giờ con là ngan to bự trả vã rồi. Anh ơi, vâng, chỉ vào đây mua con nha. Dạ. Anh với chị ra mua con ngan. Vâng, cháu mua con ngan ạ. À. Nhà bác ở đâu? Đây nhà này. Nhà này à? Dạ vâng. Vâng. Cháu đi đến nhà bác. Vâng. Ui, ui. Vâng, cháu mổ nhà bà bên kia. Vâng, vâng. Vâng, cháu đi nhá. Vâng, vâng. Nhà mổ ở trong nhà ông Sạch à? Nhà bà Mẩy ạ, đây là bà Mẩy. Bà Mẩy. Ui, mọi người đang nóng cho nên làm. Bà ăn quán kem. Quán. À, cái quán của con trai của bà mình vừa mới vào đấy. Thế là được mấy cái kem này sảng khoái quá. Mát hết cả người. Ui dù, ui dù. Con ăn này khỏe. 3 cân 8 nhưng mà nó cứ nhảy tưng thì cho 4 cân thôi. À. À, giờ lại quay trở lại sẽ chuẩn bị dùng bữa cùng với cả gia đình nhà bà. Tại vì lý do gì là quay trở lại, tại vì là nãy lần đầu vào thì bà quá là nhiệt tình luôn. Về cái là đã ôm mỉ rồi.
ông, đúng rồi. Là cựu chiến binh. Ui, con này to đấy, con này ngon đấy, thịt nó chắc lắm. Ui dồi ôi. Này, bà trong nhà. Bà trong nhà. Ui, thế phải đun nước nữa nhỉ? Ừ. Tôi cái nào kẹn. Ừ, nó chỉ tập kẹn, nó chỉ tập kẹn. Ăn ngan bà ơi, tí nữa ăn ngan. Ừ. Cơm mà anh. Ừ. Chạo này như kiểu dạng nương không nhỉ? Ừ. Ăn đi, ăn đi, ăn luôn đi. Không, anh ăn hết rồi. Tan đấy. À, anh ăn no rồi. Ừ. Bà đang khen kẹo mình mua cho ngon. Hả? Anh sức kệ. À, đun nước nhỉ? Ừ. Dạ. Ở đây có nước tự, nước bơm mà anh? Không, nước có nguồn. À, nước nguồn trên núi xuống à? Ồ, ví dụ như điểm này mình có đào giếng thì có nước không anh? Không có. Không, không có đâu nhỉ? Đào thì... Nó cao quá. Cao quá. Cái màn bị cao quá. Không có nước. Để chuẩn bị à? Người ta bảo trồng cây để chơi chia nó khó. Trồng cây là được rồi. Người lợn nhiều thật đấy. Lợn đỏ này giống này to lắm. Giống này to, bên này cũng giống to đấy. Lợn này to không phải được khai thác. Bên này là giống. Giống này. Thế tối mình ra đây ngủ à, hay là ngủ ở quán thôi? Anh ở đây mới ra quán. À. Vợ ngủ đây thì anh ngủ quán. Vâng. À. Nãy anh vừa mới lấy tí mật ong đấy anh nha anh. Dạ, à, mật ong rừng này á? Dạ, anh lấy à? Lấy ở... Anh vừa mới đi xin. Lấy ở đâu à? Lấy ở ngoài khe đá thôi. Trong khe đá à? Đá. Trên này còn nhiều không? Ui, có nhiều, trên này có nhiều đấy. Mùa này nhiều đấy. Mùa bây giờ mùa mới này này, này cái sáp ong này. Bây giờ mật ong này, ong ngoài. Ong rùa chứ nhỉ, đây ấy. Ong mật, ong mật. Ong mật à? Ong mật. À, này, anh vừa đi lấy về đấy. Ừ, anh vừa lấy ở khe đá. Ăn đi. Ăn nó ngọt quá. Ngọt quá. Cái này nó ngọt lắm. Đây, anh lấy đũa rồi. Thử một miếng. Dạ, vâng, vâng, vâng. Xin. Cái này anh chỉ mang về để ăn thôi đúng không? Mang để ăn đúng không? Để ăn thôi à? Chắc đi rừng tình cờ thấy nhờ. À, đi đây anh thấy lâu rồi. À, thấy lâu rồi nhưng mà đợi nó lớn rồi mới lấy. Mì đấy. Em không, em đã ăn kem. Đã ăn kem à? Đây, mình mượn. Đi mua từ tủ nhu ai? Đây là sáp này. Ngọt lắm, ngọt lắm. Ừ. Bây cả một chút tủ. Một bây giờ chỉ ra ngọt. Nó tỏa sàn đâu ạ? Ừ. Của tỏa nó khổ quá. Anh có. Dạ. Dạ rồi. Bên trong bố nó bố nó tế. Đằng bên này. Chuẩn này tự làm vậy. Đằng bên này là mua chứ. Gà. Chuẩn này. Cái rốt xứ cờ. Chuẩn lúa mạch. Trên này hay dùng chuẩn này nhỉ? Nhà em cũng toàn dùng loại này. Nó chắc ấy. Cái này có thể dùng được 1 năm. Nó chắc. Không ít, nó ít dụng nhỉ? Dạ. Khi nó không bị hỏng ấy. Dùng hết chỗ này thì mới học, nó dùng như này này thì mới là không dùng được nữa mà không, nó phải đến tận đây cơ. Nó phải gãy, nó phải đến tận đây cơ. Vẫn lúc nào không thật sự không quét được thì mới hỏng, mới bỏ nhà. Hay, trên này gần như nhà nào là cũng sẽ sử dụng cái chổi này. Chổi lúa. Dưới kia là thu lao à? Ừ, đúng rồi, ở dưới bản kia là người đồng bào dân tộc thu lao. Và nhìn tổng quan sơ bộ thì gần như là nhà nào cũng xây hết rồi. À, tập trước thì cũng cùng Hoa đi khám phá một cái bản của người đồng bào thu lao. Và bản đấy cũng rất là... giàu. Toàn nhà to đấy. Thì ở bên huyện Simacai này, đồng bào người thu lao cũng toàn là nhà to, nhà xây to luôn. Dưới kia là thu lao, còn trên này sẽ là người Mông. Hơ Mông. Cái hoa chuối này ăn ngon lắm này nhỉ? Hoa chuối kìa. À, chưa chín to. Không, ăn được rồi, hoa chuối mà à. Có phải quả chuối đâu. Hoa chuối mang về nấu canh nhỉ? Ừ, xào nữa. Wow. Trước nhà em tổ ăn hoa chuối.
món này ngon này. Hồi nhỏ nhà anh dùng cái to, cái bếp này to, hay nấu cắm lợn cơ. Mẹ em bảo là nếu mà kiểu mình cứ để than nhiều nhiều trong này nó đỏ đỏ trong này nó sẽ bị nhanh hỏng lắm. Cái này nó sẽ bị đúng nhanh lỏng ấy. Nóng liên tục ấy. Bằng chấu nhỉ? Bằng chấu. Nhà mình tận dụng luôn nhỉ? Tận dụng luôn ấy. Lấy luôn cả chấu ở bên ngoài kia luôn. Ui chứ nhà em cũng thế, kiểu có cái máy sắt kia. Trong này mình có mỗi nhà mình bán quán với làm máy sắt thôi đúng không? Mỗi nhà máy sắt. Mổ ngang. Ôi giời. Ui. Một rồi. Ui. 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 To 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 to. Khỏe lắm. Nhưng mà vẫn khỏe. Ui. Con này khỏe lắm. Hai cái dao anh đây. Mổ ở đây luôn hả anh? Đó. Cho vào bát. Nãy gì nó ngồi lái cái kia nó lận đâu. Lận nái luôn đây. 11 con đi mà anh Tuông. Con này nó thích mình đi sao ấy. Nó thích anh ấy, em đang đổ gân gan này nó. À, thích. Nó nhìn thấy anh nhưng nó không nhìn thấy em đâu. Nó đang mở Huy ơi. Con nào ngồi, con nào xí xí con này á? Con đen ấy. Bảo Huy ơi đưa tôi đi bản đi, đưa tôi đi bản cùng với. Nhìn con đấy mà sexy. Con cái chỗ à? Cái ô có như nó kìa. Cái này là cái gì à? Cái này cái để làm váy. Váy à? Dạ. Cái linh kiện của váy đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế là một phần trang trí đây dây lưng ấy nhỉ, dây eo không nhất hết nhỏ, nó sẽ kia mà để làm váy to to nó như này này nhỏ to da sang ạ. À bà hỏi em ở đâu ạ? Đúng rồi, bà đang hỏi em ở đâu ra. Ui cái này cái kim to à. Ui, cái này dễ làm cực luôn. To. Nha. Ui làm thích thật. Cái này làm vai may áo nữa. Mì, rất may cả váy nữa. Chuyên nghiệp luôn. Chắc hồi bé hay làm để bán nữa. Đúng rồi, hồi bé làm nhiều. Em còn tự làm may cho em luôn. Tự may váy cho em. Nó tự làm xong mình mang ra cho người ta may một bộ cho mình ấy. Đây là mang ra ghép đúng không? Đúng rồi. Ôm chưa? Dạ, được rồi đấy. À, tí nữa. Đây anh trồng ở vườn đấy. Dạ, dạ. Trồng ở vườn. Nhiều loại rau rất nhiều. Đây là rau, lúc cá, các mọng. Vâng. Đây làm nhân tiết canh ấy nhỉ. Ôi. Hồi nhỏ nhà em cũng tưởng được ăn cái món này. Xào với thịt gà cơ mới là đỉnh. Đúng rồi, thịt gà với chị ớt. À, ôi. Cái này dọc mùng nhá. Dọc mùng này không ngứa đâu. Cái này không ngứa đâu mà. Cái này tí nấu canh là ngon lắm. Để ăn ăn bún cá ngon nhỉ. Bố chẳng mua là gì nhất tuổi giờ tôi tu mê tôi mua tuổi nhua tuổi giờ tao có mấy tuổi bỏ mồm cứ cứ ra đây mình tiết canh à quan thế chứ nó cả đây cứ 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 sửa cần đấy mồm túi thấy măng để mà mổ hồ lử đi coi đây là sử dụng bếp chấu vì là nhà anh là làm máy sát cho nên là tận dụng được cái chấu này vào chấu lúc hai chấu rồi bếp rất là tiện lợi luôn không mất một tí củi nào nhưng mà vẫn cháy rực sẽ hơn chấu to này này vì là nấu cả cắm lợn
nó dày quá cho nó quá ngon luôn, rau ngan này vàng vàng luôn luôn nhỉ. Tôi ăn ngô đấy, ăn ngô mà nhà bác đấy bảo là một cám còn đắt tiền hơn mua ngô. Ngô nhà chồng mà. Rượu hả anh? Rượu ô, rượu ủ à? Rượu ngô chứ đúng không? Này nhìn màu này, ủ mấy năm rồi? Úi dồi, 5 năm. Rượu ủ 5 năm. Tôi nhìn màu giống biết. Ủ bằng chum à? Hay là... À, ủ bằng chum. Nó gửi thêm nhé. Rượu ngô ủ 5 năm. Thường, thường. Mùi thơm là giống cái mùi của cái rượu chết. Nhìn màu nó vịt ngon là phải có món tiết canh rồi. Món này là không thể thiếu đâu. Anh giỏi quá. Anh là dùng... Có xịt vào nào anh Thám ơi? Không, không là xịt. Chưa bao giờ xịt. Thì anh dạy em công thức với nhá. Gà đi. Chịu. Gà thì khó, gà khó hơn. Thế cái ngan này là anh cho em để đủ bao nhiêu muối? Một thìa muối thôi. Một thìa muối thả to à? Một thìa muối, thế là thấy tiết thỏa không? Không bao giờ xịt. Một thìa muối, muối thả 5 thìa muối. Rồi, hoặc là cứ rồi nhá. Anh chắc tỏa chủ yếu là đánh bằng muối chứ, nước mắm có hay đánh không? Có nước mắm thì sao, nước mắm muối còn dễ hơn anh. Muối khả năng dễ hơn. Nước mắm thì dễ hơn đấy. Nước mắm dễ hơn à? Nước mắm thì mấy thìa đấy? Nước mắm thì cũng nửa thìa muối cho một nước mắm nào. Nửa thìa muối một thìa nước mắm à? Ừ. Thế nó thơm hơn. Vâng, có tí nước mắm thơm hơn. Anh là chinh chiến bao nhiêu năm là chưa xịt phát nào. Thế là anh từng đánh những loại tiết canh nào rồi? Vịt, canh con là vịt chưa? Vịt khó lắm anh nhỉ? Thế là lợn là cũng nhiều đấy nhỉ? Cái nước này là hai nước một tiết à? Nó hơi dày. Để lâu rồi. Anh thử cái bắp bắp đánh lại. Cũng dày rồi. Thế là anh phải đánh chung vào rồi. Anh đổi chung vào xong là anh... Hơi nhiều tiết. Nhiều tiết. Dây rồi. Hơi nhiều tiết. Bây giờ đánh vào đấy hết anh ạ. Ừ. Đổi rồi. Nó vẫn đông thôi mà. Đấy là tỷ lệ của họ chơi. Có cho mì chính. Vẫn được thôi mà, dây này vẫn phải đánh được. Sợ nó đông rồi dây vẫn đánh thoải mái. Đắp đông mấy sao ấy. Không sống. Đấy lúc nay mình, anh em mình khá nhiều tiết quá. À. Đấy nhiều quá. Không đông thì mình ăn kiểu tiết trộn anh ạ. Vẫn ngon mà. Vâng, vẫn ngon mà. Mình xoắn lên nó thơm thì nó cũng ngon. Mình ăn tiết canh, mình ăn canh tiết thôi. Đợi ngủ tí rồi sẽ chặt vàng thật. Ôi. Con này phải ra tầm 3-4 đĩa to. 3 đĩa to. Nằm máu đâu. Cái này cũng ngon nè. Ba sao rồi? Ba ơi, nằm máu đâu. Chỉ biết nói đúng câu nằm máu hồi trước. Thế này. Cho em bé. Ui. Cho em bé. Em biết đây. Em bé đâu? Em biết đây. Không cho bé. Mua em bé một quả nhé. Dạ. Yeah. Không cho bé cái. Biết rồi. Cho bé cái phao câu. Cho bé này phao câu thôi. Đúng rồi, cho bé. Không. Đây cái phao câu này cho bé này. Bé này no, câu no, câu no, no, no. Bé lỉ thêm phao câu. Cho một hai đứa. Đấy cũng chẳng cho hết trong cái nồi, chờ nồi hết rồi. Ừ. Để gắp một quả. Cái đây mà một liệm wow.
Ơ bạn kia ăn được rồi, được cổng. Vâng. Thế để bạn lấy cái cổng. Bố luôn nó hà rau nữa. Ừ, rau á. Cho bạn. Hả. Rau à, cho con tí. Cho con tí. Cho bố ấu. Muốn bù đồ con ạ. Ờ. Thì gác mà. Ở trên gác. Thế cũng được. Đậu xị tự làm ở trên này, chỉ có món đậu xị. Cái đầu chú em. Có người thích ăn đầu đấy. Đấy. Có người thích ăn đầu ấy. Anh thích ăn đầu đấy. Đầu ngon mà. Quá bán vào em. Ui. Vẫn bán vào. Nghe nó giòn. Chết rồi. Ôi, nhìn cái cánh đùi này. Đùi của cái cánh này nó đã to. Cái đùi cái chân này. To như đùi gà to ấy. Ừ. Đúng xịn lên. Ngon rồi xịn. Đâu rồi đây anh nhỉ? Lên rồi, vẫn mua chả lên một xin độc thủy rồi cả. Thì nhất là được trồng chay rồi cả. À, muốn thâu khâu để dính trên chay. Mua cho này lâu lên mà mua gì cho mình nhiều mà nếu cá muốn mua con đấy cả. Thì nhì cái một nhì tết tua e. Chúng một thổi coi chúng một nhiều cả. Đủ tết thổi coi cố quay chơi. Để hai cái đùi này cho bé nhá. Đặt vào đây đây nhé. Cho vào cả. Đặt vào đây. Cái đùi. Lấy cái gì đậy vào? Lấy cái mồm thôi. Cái này ngon nhé. Được. Nó mày phúc tài cả. Xin chào. Ai nhìn lên đây. Dạ. Đi được. Rồi cả. Mình là tao cũng tự chỉ lỗi hả? Giờ tới là biết ô tảng nó biết quay nó giống để nó mà nè, giống để nó nằm mỡ, giống nè, giống để con à, vâng, nằm máu, con này nằm bông bông lục mông này, thì họ mông, họ thắp bắp bị muối bẹ mỡ, bẹ hà hà bông này, ba người đây, ba người đây, đây ba người đây, rồi đó là con, vô khé lấy bông này á, vâng, vâng. Này à, tôi tu chỉ lo sợ ấy, hả? Nên chỉ họ cũng chỉnh kín kín tôi chỉ tâu dung. Cảm ơn gia đình nhà mình đã cho mình em mà làm bữa cơm ở đây. Nghe tin là anh em mình cùng quê cùng vùng cao thì dạ. Quý lắm. Nhưng mà trên này nhiệt tình con người, một tuần đã nhiệt tình thân thiện thật đấy. Ta để luôn luôn xin chào bọn. Mấy nữa bọn em có chương trình là mổ lợn ở đây có được không anh? Tại vì là muốn đúng á, mua một con lợn vào đây để khao cả bản đấy. Mời bạn làm chương trình. Ở chắc cái này ẩn tí nó chứa cho con chúng tôi tập. Luôn. À, đúng rồi, nhà nhà nhiều lợn. Chắc phải khoảng một thời gian nữa. Chắc khoảng chắc là tháng sau hay là khi nào hơn. Đăng ký. Dạ vâng, rồi cảm ơn gia đình mình nhé. Quay sang đây chú. Vâng, bố ơi nằm móc lắm. Nằm móc bố. Anh nhé, mời chị, mời gia đình mình nhé. Vâng, mời mọi người, mời quý khán giả cùng dùng bữa. Tại lúc nó có bố có. Gia đình của bà. Em đang định gấp bên này cho bà. Nam phủ nè. Ôi, thơm đấy. Chúc mừng anh. Ôi, thơm quá. Ngon đấy chứ. Đây, xong, xong. Rượu ngon. Rượu ngon. Phủ 5 năm rồi mà. Phú. Mình tao tao chán rồi. Cậu hối. Bà chế bộ sợ. Chị hầu lặng, tôi cho tao rộng. Chỉnh kính kính cho tao rộng. Mà nó với mà tay mi ở kia. Ờ, em. Người quý khán giả ăn cơm. Nó mơ. Ăn cơm. Ừ, nó mơ. Mẹ nó mơ. Biết chứ chẳng mùa. Mỗi người một bát. Sao chẳng mùa này. Chẳng mùa nó chuối. Biết mùa quả là ê. Biết à. Chị ăn tiết không?
À, nó hả? Ừ. Muốn chị tao. Có mà, có 4 bát cơ mà. Một lòng chị đi mà. Giờ cái này no. Đi cùng bây giờ cùng ăn xong rồi cùng uống. Nó tại giống nó mà. Ăn cái này phải là uống một tí rượu nó mới hợp. Chị chẳng muốn, tối nay ngày. Vâng, mời anh. Chị chẳng muốn. Ha lụt tổ á. Giờ vô con hành nhỉ cho con này. Con này có khi thả dẫn tụi miền xay, tụi miền xay khi thả để có gói mò. Muốn chưa đi, muốn bột bột chỉ hạ cứ nè. Đúng rồi, ngọt nhỉ. Khi khi thả có hai đứa chân này, sắp được chạm. Uống luôn luôn. Cảm ơn gia đình nhé. Nếu khi thấy con chỉ tu là tao đua cả, chưa tao ngon đúng không? Chưa tao mua này, con tao mua nhà chú ngon. Chính kiểu con đã chỉ đi vào tàu này. Thì chắc mấy nữa lấy lợn nhà anh luôn thôi nhỉ? Được rồi. Dạ. Khoảng bao nhiêu cân nhà anh nhỉ? Năm gì giờ? Chắc hơn tháng nữa. Hơn tháng, một hai tháng nữa. Một hai tháng. Chắc cũng được khoảng gần trăm không? Trăm đấy. Trăm mấy ít luôn đi. Nào mà khẩu tao mà. Ừ. Bao lâu rồi đó? Phụ có cái hậu quả kèm phụ. Này tàu nà lại đủ đủ hả? Cho căng thể, cho căng thể. Ngọt quá. Đó này tụi đi. Đó dình dình nó có nên mát mát chua rốc mà nè. Đó dình dình nó. Đó cho mà phụ. Mát chua. Mát chua kia gì mà. Nhớ tôm này nói xó đủ lõ rồi nhớ tỉ cả tí tò. Em bình thường cũng phải ăn tầm 2 bát chế canh. Nếu mà làm một con vịt ấy. Hai bát thì nó sửa liên tục. Ừ. Dạ. Làm liên tục đấy nhỉ? Khoảng 5 mình thì... Nửa thôi nhỉ? Ừ, nửa thôi. Chén bột là... Rượu êm đấy nhỉ? Thấy thơm lắm. Thơm mà. À, ăn này thôi. Vâng. Nãy mở ra thơm cực kỳ. Anh ngủ luôn. Nhiều không? Mấy lít? Anh ngủ 100 lít nhưng mà anh ăn... Ăn dần rồi à? Là uống dần rồi à? Để 10 lít. Mấy nữa lại ủ tiếp anh nhỉ? Chị... Có nhau mình chỉ mới rót ra uống chứ là anh của mình không uống không rồi. Mình không uống này khách quý là mới rót thôi. Có anh em bảo mình mới rót được chứ còn phù ăn được đủ phù ăn nhiều à phù ạ rồi em ăn được gặp mình ăn được gặp con này bảo là nuôi được khoảng 9 tháng nha này vâng ngon. Cháu mời bà nhé, mời anh chị nhé. Hai món rồi. Cơm. Mì ăn nhiều rồi nhá. Em ăn nhiều lắm rồi. Đi khám phá bản hơi mệt. Leo núi hơi mệt. Có mì leo cái leo cái núi cao cao đây chưa? Chưa có dịp rồi. Ở trên này có núi cao cao à? Có, bên kia có một cái núi cao. Ở trên đỉnh này đúng không? Ngoài kia. Ngoài kia hết đường à khối bà chế mà chứ hậu chế chứ hậu chứ tàu lớn chế à lớn bớt chế à không nó cũng là chứ hậu thì à du lì thấy mà không bớt chế gì lớn thủy thì mà hồ chân đơn tàu gạo sáng củ à anh ngon lắm cái này lớn với gạo sáng củ nhưng mà nó cái này là của anh khi gạt thì nó dính mưa đen thì hàng nó bị đen thôi chứ vẫn thơm ngon nhỉ, dẻo. Thơm lắm, em ăn dẻo ngon như kiểu nước kiểu sôi ấy, như kiểu sôi à? Giống kiểu sôi em ăn ngon. Nó bởi vì sáng cù này ngon mà. Nhưng mà lại không năng suất mấy anh nhỉ? Đúng rồi. Không năng suất thật đấy. Thật sự là hôm nay đi lên trên bản này không quen ai nhỉ? Dạ. Mình nhỉ? Bọn em không biết ai luôn. Không biết ai nhưng mà lên trên này được bà con đón chào thì có một tí lì xì cho bà với cả bạn nhỏ nữa. Phù ơi, Phù, cháu lì xì bà một tí à? Chúc khởi hình nè. Chúc khởi. Lì xì, để cho lì xì nha, lì xì nha. Cảm ơn gia đình nhá. Bên mộng là. Lì xì hợp bà ý tả. Bên mộng là. Khơ con nè, khơ cho mình vớt thơ đi, vớt thằng nào nè. Ôi, nó chưa xử lý đó nè. Thuận lợi, bắt đầu. Phía mổ là à, đây mà nhớ. Bà ơi, cháu về đây ạ. Ôi, theo bố. Bếp mổ chết là. Nên mũi gì nên mặt tôi bây giờ. Nên mũi gì nên mặt tôi bây giờ. Lần sau, lần sau này. Chứ không xuất ở xử lý là. Ủa, Anh nên mũi gì nên tua. Vâng, em về nhá. Ông có biết mổ lớn. Sức khỏe gia đình nhà mình nhá. Nhà mình làm gì cũng được. Phát đạt.
À, bên một chết là. Đấy, vừa rồi là vừa dùng cơm chiều với cả gia đình của bà với cả chú mọi người đây. Dạ. Quá vui, quá tuyệt vời nhỉ. Dạ. Thì vừa nãy em ra đây thì anh thấy kiểu cầm tay anh tưởng là người quen cơ. Dạ không. Mà không phải nhỉ. Dạ không. Thế thì mới nói là đồng bào trên này người ta hiếu khách như thế nào, quý khách như thế nào. Còn bây giờ thì cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành và theo dõi Nùng Vlog. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người tập tiếp theo nha. Bye bye. Bye.